Xin chào các bác, lại lên đơn cho các bác đây. Đây các bác nhá, thường thường thì điều khiển thì em sẽ đặt ở đây. Tất cả những cái điều khiển đấy em đều đặt ở đây các bạn. Đấy, đặt trong này cho nó gọn này. Rồi. Đó. Giá treo thì nó sẽ đặt ở trong này. Các bác nhá. Con này nó đang thiếu cái nước thải thì em sẽ cho một cái nước thải vào đây. Đều là hàng zin bản hết các bác nhá. Đây, ống thoát nước thì nó sẽ nằm ở chỗ này. Con này thì bác khách đến từ Hà Nội bác đặt. Con này mẫu tối qua em mua thì bác xem video thì bác đã chốt luôn. Không cần vì điều gì cả, chuyển khoản đúng 100%. Đấy. Con này đến từ bác khách đến từ Hà Nội đấy. Nắp phòng ngủ một con khá đơn giản, rẻ, chỉ có 6 triệu thôi, máy 16.000. Cũng có nhiều bác cái hàng nó đơn giản thôi, không cần cầu kỳ quá. Nhưng nhiều bác thì điều kiện kinh tế thì khó hơn, thì bác hãy chơi những cái dòng nó phải đẳng cấp nhá. Cái liệu ống lia này là dành cho những con chức năng, cái con chức năng. Những con hàng thông thường này chỉ cần một ống thoát nước, một bục tôn, một điều khiển đã lắp ở đây là xong các bác nhá. Đấy, con này là dành cho ống lia là dành cho con chức năng, thì nó sẽ hệ thống lia bụi ra ngoài đây, nó sẽ nằm bên này hoặc bên này, tùy. Nó thường thường nằm bên này, như thế này. Bác lia của bên ống thoát nước các bác nhá. Đấy, con này em sẽ bọc bằng để thoát thông thường thôi. Để mai gửi xe khách cho các bác. Kể cả bọc đi thì anh em cũng rất là cẩn thận. Mây thời tiết đang rất là mưa. Họ trông vậy các bác đặt nhưng chưa làm được ngay vì nó thời tiết nó còn mưa quá. Dây này cho cuộn gọn vào. Cứ đi. Kệ. Mưa thì chưa làm được rất quá các bác. Các bác phải chờ thôi. Còn 30 cơn nữa thì các bác nhận dần. Để em 3-4 đội thợ ra làm. Ngày thì tính ra là chục con phần rồi. Con dọn rồi thì cũng không kịp để trả hàng cho các bác được. Có những bác đặt mười mấy con một nóc nhà chỗ. Để nhấc đây đi. Em sẽ cho thêm một cái lớp này nữa, kể cả đi gửi xe khách thì thêm một lớp này nó đảm bảo an toàn, không bị sụt xước. Vì những hàng sơn rồi thì mấy cả hàng dọn rồi thì nó rất là đẹp. Để nó sơn ra thì nó rất là xấu. Hà Nội xong gửi nay đi. Sáng kịp sao được? Chưa, không kéo một chuyến. Xe kia đến tận nhà. Xe này bỏ không. Em cứ nghĩ cái xe nào mà nó chuyển tận nhà cho các bạn là tốt nhất. Các bạn rất là nhà. Thấy ok không? Cho mấy cái ngang này nữa này. Đó, thì nó sẽ gửi như này. Rất là chắc chắn.
ok được không ạ? Kể cả như này mình cứ bưu điện luôn được, nhưng nhà em bưu điện thì em phải bọc xốp, toàn thân bọc xốp hết nhá. Đây có con này là có một bác khách đến từ Hải Dương hay sao? Bác ấy thấy cục nguồn rẻ, bác cũng làm luôn hai cục nguồn luôn. Trước bác mua của ai nhưng họ không bảo hành cho, nhưng lại em nguồn bảo hành luôn. Cũng có bác, các bác là xem tập video có hôm lâu, có bác nào dùng đến 2 năm rồi. Nhưng các bác bộ là bảo hành cho bác, em bảo hành luôn thôi nhá. Riêng cục nguồn thì em rất là dễ. Cục nguồn các bác là lỗi thì alo trực tiếp em số điện thoại là 096 159 122. Các bác nhá, cục đồi nguồn thì em bảo hành ok. Các bác dùng quá đến hơn năm em vẫn bảo hành. Dư cục đồi nguồn nếu mua máy này nha, mua máy ở đơn vị khác thì nói chung thì hơi khó. Hai cục đổi nguồn nha các bác. Nguồn em bán nó hợp lý. Một máy hai nguồn. Do thời trước bác mua của ai cục vừa rồi hỏng họ không bảo hành cho. Nhà em thì bảo hành luôn cho các bác coi nhá. Đấy, bảo hành luôn. Đây cục đổi nguồn nhà em chỉ có 350.000 thôi các bác nhá. Cục đổi nguồn Sitanda bảo hành cho các bác thoải mái luôn. Lỗi đổi mới luôn, coi nhá. Lỗi đổi mới luôn. Con này dùng điện 200V rồi không cần cục đổi nguồn. Đấy. Đây là dành cho ông Liêng. Ông Liêng chung vào máy này đều hai cái máy thông thường, không cần dùng lại ông Liêng. Đây coi nhá. Đấy. Đây, tiện thể thì em sẽ view cho tất cả các bác xem một cái mẫu điều hòa. Con này con khá đẳng cấp luôn các bạn. Đây. Đấy. Con này con khá đẳng cấp luôn, con đầu 80 các ông nhá. Đây con đầu 80. Nó có mã là 806C2. Đời sản xuất 2016. Các bạn. Đấy. Sản xuất 2016 đấy. Con này con 2016 các bác nhá. Đầu 80, chạy được 50m2 này. Rất là hiếm luôn các bác nhá. 50m2. Đấy, đầu 80 này. Hàng zin bản để mộc không sơn. Đây. Nóng này. Mới đét luôn. Rất là mới. Hàng zin bản để mộc không sơn nhá. Đấy. Zin bản, con này không sơn. Con này không sơn, để mộc luôn. Chúc bác. 806CX2. Sản xuất 2016 đấy. Có mã check QR nặng 14,5 cân, sản xuất 2016 các bác nhá. Đây. Nóng này. Cũng 806. Đấy, ga R32 10 nặng ga nó nặng gần 1 cân rưỡi ga. Đó, con đầu 80 các bác nhá. Chạy được 50m2. Đấy. Chạy 50m2. Thì con này em bán với giá là 23 triệu các bác nhá.
2-3 triệu. Hàng tên lửa vít phun đồ mộc không sơn 2-3 triệu các bác nhá. Đấy, 2-3 triệu con đầu 80 chạy được 50 m2 các bác nhá. Các bác inbox trực tiếp em số điện thoại Zalo của em là 0961819122 các bác nhá. Đấy, con đầu 80. Ok các bác nhá. Các bác thấy kênh hay cho em một lượt đăng ký kênh nữa nhá. Đấy. Ok các bác.